Rồi xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt có cái này hay đó anh em ơi. Mình mới đi qua nhà ông anh mình về xong thì bên đó nói chung là nó là một cái kho mà anh em. Lục được cái gì lục. Thì kiếm được cho anh em một cái túi giấy này, lúc đầu mình cũng không biết là cái gì đó. Mình tưởng hàng Trung Quốc anh em, về sau mình lật ra thì thấy trong bọc có cái tem. Hú hồn hú vía luôn anh em. Lim Thái xưa này anh em. ASEAN Honda nè, thấy không? Ghê không? ASEAN Honda luôn nha anh em nha. Cái này là mình mới mở ra coi nãy rồi. Thì nó là nguyên một cái bộ cái gì quên bà rồi. Cái bộ ốc. Rồi mình sẽ lấy cái miếng da này mình để này. Mình nhận yên tốt qua quay này. Này là hàng tồn cho anh em. Một set của nó luôn. Set của nó luôn. Thấy chưa? Đây này. Đây rồi này. Một set luôn. Sẽ gồm có là lồng đèn. Ui, con lồng đèn này dày vãi. Lồng đèn này dày kinh khủng nha anh em. Con lồng đèn phục này, dày lắm. Một con, ba con, bốn con này. Bốn con lồng đèn phục nha anh em. Lồng đèn phục bốn con này. Cái này thì ổng kêu mình lấy về bán nhiêu bán anh em, mình không có qua nên là ổng không có báo giá mình. Mình nãy mình có cầm mình coi thử bên kia rồi. Ốc phục này nè. Ốc phục bốn con. Wow, ở trong nó vàng khè luôn nè. Ghê không? Ở trong vàng khè luôn. Kinh không? Nè. Anh em thấy không? Ở trong mà thấy không? Ốc tồn ở trong nó vàng rồi nè. Không biết thì cứ kêu là ốc nó phải vàng ngoài. Ốc ở trong nó vàng nha anh em nha. Ốc tồn ở trong nó vàng luôn chứ không phải không ở ngoài đâu. Ở ngoài nó vàng ít, ở trong nó vàng mới nhiều nha. Đấy thấy không? Trong nè. Vàng khè luôn nè, thấy chưa? Đó. Rồi. Ở trong nó vàng nè. Rồi anh em thấy ở trong nó vàng không? Không. Đây là ốc phục nha anh em, bốn con ốc phục nè. Ốc gì nha. Ốc phục này mới vẫn có nha anh em. Mới nó của Nhật hình như đâu đó nó khoảng 100.000, 70.000 thì một con á. Mình quên nè. Đạt thì không bán ốc phục mới nha. Đây, hai con tán này. Con tán theo xe này. Ốc quên hai con tán tồn này. Ở trên đầu nó sẽ có hai cái nắp chặn nha. Ở trong nó còn khè rồi này thấy không? Ở trong mày khè anh em thấy không? Đó. Anh em thấy chưa? Ở trong nó vàng nè, thấy không? Ở trong nó vàng, ánh vàng lên này. Đấy, chưa? VIP là như vậy đấy. Đấy, hai con tán bắn trước sau này. Một con này là con quên mày. À, con này là con cốt tán cốt gấp nha anh em. Cốt gấp nha. Ở trong nó vàng khè này thấy không? Biết chưa? Con này là con cốt gấp nha, tán cốt gấp nha. Thì đây là mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì 11 con này là đạt bán cho anh em mức giá là 200.000 nha. Có tầm 2-3 bộ giá, anh em có cầm về được 2-3 bộ giá. Thì anh em nào lấy thì liên hệ mình, nó là túi giấy nha anh em. Anh em lưu ý là cái này nó là trong túi giấy không phải là túi vải nha. Anh em nhận là nhận túi giấy không phải túi vải nha anh em. Đó, quên túi giấy không phải túi ni lông, sorry anh em. Túi giấy không phải là túi ni lông nha. Đó, thì cái đời này nó như thế anh em, cái loại này nó như vậy. Hàng tồn ASEAN Honda đa số là người xưa nó đóng giấy nhiều lắm. Giống như cái đợt mà bữa mình quay lên bộ nồi nó quấn giấy Nhật đó anh em, nó cũng giống kiểu như vậy. Thì cái này đó là ASEAN Honda nha, của Thái Lan đó anh em. Nhưng mà nó là ngày xưa nha. Thì cái giá cho cái bộ này nói chung là Đạt cũng không biết giá bao nhiêu, nó Đạt đăng bán vậy thôi. Chứ còn mình cũng không biết ổng để cho mình bao nhiêu nữa, nhưng mà chắc là cũng rẻ thôi tại anh em mà. Có mấy bộ chắc cũng không lấy đắt mình đâu anh em. Thì anh em nào lấy thì liên hệ với mình nha, mình còn khoảng 2 bộ nữa. Anh em nào lấy hết 3 bộ thì mình miễn ship cho. Còn lấy 1 bộ thì 200.000 không có miễn ship nha. Cái này chắc thì ship nó chỉ 30 thôi, không có nhiều nha anh em. Con này là con ốc và tán xưa nha anh em nha. Đó, thì nói chung là cái này nó khác so với mới, nó cũng chỉ ở cái phần độ dày và màu sắc chút xíu thôi. Anh em mua mới xài vẫn được, nhưng mà cái này thì độ dày cũng như là cái màu của nó sẽ đẹp hơn chút xíu. Đó, chứ còn mình không có nói là cái này nó xịn hơn hàng mới nhiều nha. Hàng mới nó cũng ok đó nè. Nhưng mà có điều là cái hàng mới thì cái màu nó không đẹp bằng như này. Với lại cái độ dày của cái con lồng đèn này nè, nó sẽ mỏng hơn nha. Cái con lồng đèn này nó dày lắm, nó dày cui à. Còn con lồng đèn mới thì nó sẽ mỏng hơn nha anh em nha. Con tán này cái cạnh vát đây nó cũng dày hơn này. Cái cạnh này này. Còn con mới nó sẽ mỏng hơn nha. Còn con ốc của cái cốt gáp này thì siêu hiếm rồi. Con này hiếm lắm, con này ít có lắm. Con này nó xài chung với ốc thọ khỉ luôn nè. Rồi anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình nha, có tầm 3 bộ á,